Tôi không quan tâm ước mơ của bạn là gì. Tôi không quan tâm những lời chê bai chà đạp lên ước mơ đó. Tôi chỉ quan tâm bạn sẽ thực hiện nó hay thực hiện ước mơ cho người khác. Trong ước mơ của bạn có bao nhiêu tiền? Trong ước mơ ấy, bạn sẽ trở thành ai? Một vị chủ tịch hay một tổng giám đốc giữ trọng trách quan trọng trong một doanh nghiệp? Theo thống kê của Đại học Oxford, tỷ lệ sinh viên đạt được mục tiêu sau năm 30 tuổi chỉ chiếm 5%. Và những người này đều là những bạn xác định rõ ước mơ của mình ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Câu hỏi đặt ra rằng, tại sao những người đó vừa làm chủ được cuộc đời lại sống đúng với ước mơ của chính họ? Nhờ một công thức đặc biệt dành cho học sinh trung học phổ thông. Đó là quy luật 5 đúng bao gồm: 1. Chọn đúng ngành. 2. Vào đúng trường. 3. Học đúng kỹ năng. 4. Lập đúng vị trí. 5. Sống đúng ước mơ. Vậy các bước hành động là gì? Hãy ngồi xuống và cùng tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước thực hiện, bắt đầu nhé! Bước 1. Hãy vẽ cuộc sống mơ ước của bạn ở tuổi 30. Bước 2. Để đạt được đó, bạn sẽ phải làm công việc gì, thu nhập bao nhiêu? Bước 3. Làm ở vị trí đó cần những kỹ năng gì? Bước 4. Hỏi người thành công ở trong công việc đó xem bạn có thực sự thích nó, vui sướng, vất vả của nghề. Bước 5. Học và hành đúng kỹ năng đã vạch ra. Bước 6. Chọn trường tốt nhất dạy những kỹ năng này. Bước 7. Chọn trường phải có giảng viên thực tế và thành công, vì giáo sư sẽ dạy bạn khác với chủ doanh nghiệp dạy bạn. Bước 8. Hành động từng ngày để đạt ước mơ. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Tương lai đang nằm trong chính đôi tay và sự lựa chọn của bạn. Bạn sẽ sống một cuộc đời 60 năm hay sống một năm tới 60 lần. Bạn sẽ lo lắng cho cha mẹ hay người thân bạn hay để họ lo lắng cho mình. Đừng để tuổi trẻ của chúng ta kết thúc bằng hai từ giá như. Hãy nhớ rằng, vào đúng trường, sống đúng ước mơ.